Nghị sĩ Nga kêu gọi đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia gần Mỹ. Tình báo Anh tiết lộ, Nga cho ra lò 100 xe tăng mỗi tháng. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố, cánh cửa NATO vẫn rộng mở với Ukraine. Hé lộ sự thật phía sau thông tin cuộc chiến Nga-NATO sắp nổ ra. Trong bài đăng trên Telegram hôm 29 tháng 1, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga và lãnh đạo đảng Rodina, nghị sĩ Alexei Zurablev cho biết Anh có kho vũ khí hạt nhân của nước này, trong khi Mỹ đã triển khai một phần kho vũ khí hạt nhân tới một số quốc gia châu Âu gần Nga. Ông Zurablev nhận định, do vậy, việc triển khai bổ sung vũ khí hạt nhân tới Anh khó có thể ảnh hưởng đến bối cảnh chính trị quân sự. Tuy nhiên, chính trị gia này đề nghị Moscow nên xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân tới khu vực gần Mỹ hơn và gửi chúng tới các quốc gia thân thiện như Cuba, Venezuela hay Nicaragua. Ông Zouraplev thừa nhận các hệ thống vũ khí đã có bước nhảy vọt lớn trong những năm qua kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông cũng chỉ ra rằng Nga có lực lượng không quân chiến lược cũng như đội tàu ngầm đồn trú ở những địa điểm trên khắp các đại dương trên thế giới. Quan chức nga tuyên bố: Chúng tôi có nhiều cách để đáp trả bất kỳ sự xâm phạm nào của Mỹ và NATO. Đề xuất của nghị sĩ nga diễn ra trong bối cảnh vài ngày trước, Telegraph dẫn các tài liệu từ lầu năm góc mà báo này thu thập được cho biết Mỹ đang lên kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh sau 15 năm nhằm chống lại mối đe dọa được cho là ngày càng gia tăng từ Nga. Telegraph cho rằng Mỹ có ý định tái triển khai tại sân bay không quân Lackenheath ở Suffolk Anh, đầu đạn hạt nhân có sức mạnh gấp 3 lần quả bom từng phát nổ ở Hiroshima. Mỹ đã chuyển tên lửa hạt nhân ra khỏi Anh vào năm 2008, sau khi cho rằng mối đe dọa từ Moscow đã giảm bớt. Mỹ hiện có đầu đạn đặt ở Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO. Bộ ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ buộc phải ban hành các biện pháp đối phó trong trường hợp Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân trở lại Anh. Nga cũng nhiều lần cáo buộc phương Tây gây căng thẳng ở châu Âu và cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, một số quan chức phương Tây, bao gồm Anh, Đức, Estonia và thậm chí cả chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công được cho là của Nga vào châu Âu trong vài năm tới, đồng thời kêu gọi các chính phủ và công dân phương Tây chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn với Moscow. Thế nhưng, Nga đã kịch liệt phủ nhận mọi kế hoạch tấn công các nước láng giềng châu Âu và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những tuyên bố đó là một trò lừa bịp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh Moscow không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại NATO, thay vào đó muốn cải thiện quan hệ với liên minh do Mỹ dẫn đầu. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 29 tháng 1 cho biết Lực lượng Nga tại Ukraine đã mất tối đa 365 xe tăng chiến đấu chủ lực tính từ tháng 10 năm 2023, đồng nghĩa với hơn 100 chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, sản lượng xe tăng hàng tháng hiện nay của Nga dường như đủ bù đắp tổn thất trên chiến trường. Báo cáo nhận định, Nga một tháng hiện có thể sản xuất ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ khả năng bù đắp thiệt hại và tiếp tục duy trì nhịp độ tiến công trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng anh cho biết thêm Nga đã mất hơn 700 xe bọc thép trong gần 3 tháng qua và tổng cộng 2.600 xe tăng cùng 4.900 xe thiết giáp kể từ đầu xung đột. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Tại một cuộc họp báo hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các doanh nghiệp quốc phòng của nước này đã tăng gấp 4 lần công suất và hoạt động 24 trên 24 để đáp ứng nhu cầu chiến sự, trong đó riêng sản lượng xe tăng gấp 5,6 lần. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, trước đó cho biết Moscow đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng trong vòng 6 tháng đầu năm, tương ứng mức 100 chiếc một tháng. Ngoài ra, năng lực sản xuất khí tài của Nga còn được thể hiện ở lĩnh vực tên lửa, Hôm 28 tháng 1, phát ngôn viên không quân Ukraine Inat cho biết, nga có kho dự trữ khoảng 900 tên lửa tầm xa. Con số này tương đương với báo cáo tháng trước, vì số tên lửa mà nga triển khai trong các cuộc tập kích gần đây bằng sản lượng mà nước này sản xuất. Ông Inat nói, nga vẫn còn khoảng 900 tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Đối phương đã sử dụng số lượng lớn tên lửa trong ba đợt tấn công tổng hợp từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 8 tháng 1 năm 2024. Đại diện không quân Ukraine nhấn mạnh rằng Nga đã sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng và sử dụng số tên lửa này trong các cuộc tấn công. Đó là lý do vì sao kho lưu trữ của Nga vẫn còn 900 tên lửa và số lượng này không chênh lệch nhiều so với tháng 12 năm 2023 là 870 tên lửa. Trong khi đó, Ukraine đang thiếu hụt nhiều khí tài quan trọng, đặc biệt là tên lửa phòng không và đạn pháo, trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây gần đây sụt giảm. Cho tới nay, Quốc hội Mỹ chưa duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine do các nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu phải bổ sung điều khoản tăng cường kiểm soát biên giới phía nam. Liên minh châu Âu EU cũng chưa thể triển khai gói viện trợ mới trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine do bị Hungary phủ quyết. Tận dụng thời cơ Ukraine đang thiếu đạn dược, lực lượng Nga gần đây đẩy mạnh các cuộc tiến công vào phòng tuyến đối phương. Phát ngôn viên mặt trận Nam Zaporizhia, Oleksandr Stupun cho biết quân đội Nga đang nỗ lực giành các vùng đất mà họ để mất vào giữa năm ngoái. Phát ngôn viên Stupun cho hay đối phương đang gia tăng các đợt tiến công. Trong hai ngày liên tiếp, họ mở 50 trận đánh mỗi ngày, hoạt động trên mọi hướng. Ukraine từ lâu đã theo đuổi tham vọng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu lãnh đạo NATO đến nay vẫn chỉ khẳng định sẽ kết nạp Kiev trong tương lai, ít nhất cho đến khi xung đột với Nga chấm dứt. Ngày 29 tháng 1, trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cánh cửa của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của Liên minh quân sự. Mô tả việc Phần Lan gia nhập NATO và quá trình gia nhập gần như hoàn tất của Thụy Điển là minh chứng cho sự cởi mở của NATO. Ông Blinken nói, chúng ta đã chứng kiến kỷ lục về mặt thời gian của quá trình này đầu tiên là với Phần Lan và bây giờ là với Thụy Điển. Cánh cửa của NATO đang mở, bao gồm cả Ukraine, quốc gia sẽ trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh, nếu không có sự cho phép tài trợ bổ sung từ Quốc hội Mỹ đối với Ukraine, mọi thứ mà người Ukraine đạt được trên chiến trường sẽ gặp nguy hiểm. Ông Blinken cho biết thêm, điều quan trọng của Quốc hội Mỹ phải thông qua yêu cầu ngân sách bổ sung mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra trước đó. Nếu điều đó không diễn ra, mọi thứ mà người Ukraine đạt được và những gì chúng ta đã giúp ép đạt được sẽ gặp nguy hiểm. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố, hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 75 sắp tới diễn ra tại Washington vào tháng 7 sẽ là hội nghị đầy tham vọng nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Ông nói, sẽ có chuyển biến quan trọng khi chúng ta tới hội nghị thượng đỉnh NATO. Tôi nghĩ đây sẽ là một hội nghị thượng đỉnh đầy tham vọng nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, cho thấy sự thích ứng của NATO trước những thách thức và mối đe dọa mới. Theo kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vinius từ ngày 11 đến 12 tháng 7 năm ngoái, các nhà lãnh đạo NATO nhất trí về lộ trình gồm 3 yếu tố để đưa Ukraine đến gần hơn với liên minh. Yếu tố đầu tiên là tạo ra một chương trình hỗ trợ cho Ukraine nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nước này chuyển sang các tiêu chuẩn, đào tạo và học thuyết của NATO. Yếu tố thứ hai là thành lập Hội đồng NATO-Ukraine và yếu tố thứ ba là hủy bỏ kế hoạch hành động thành viên cho Ukraine. Điều này sẽ cho phép rút ngắn quá trình gia nhập của nước này từ hai bước xuống còn một. Tuy nhiên, NATO vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức tới Ukraine. Trong khi đó, Moscow cho biết sẽ không để yên nếu Ukraine gia nhập NATO dưới bất cứ hình thức nào, kể cả là gia nhập một phần. Cụ thể, hồi cuối năm ngoái, sau khi cựu Tổng thư ký NATO Ander for Rasmussen đề xuất ý tưởng trao tư cách thành viên một phần cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, chúng tôi liên tục làm rõ quan điểm của mình về việc Ukraine gia nhập NATO. Nga sẽ không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO, dù toàn phần hay một phần, hay dưới bất cứ hình thức nào. Bà Zakharova nhấn mạnh, Moscow sẽ đáp trả kể cả khi Ukraine gia nhập một phần vào liên minh quân sự, gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc NATO mở rộng, bao gồm Ukraine tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp cho Nga và Moscow, coi tình trạng không liên kết của Ukraine là cực kỳ quan trọng. Ông Putin cũng cho biết, Nga luôn phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO vì lo ngại an ninh quốc gia, nhưng chưa bao giờ phản đối nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Thời gian gần đây, những suy đoán về một cuộc chiến có thể xảy ra giữa NATO và Nga được cho là có thể nổ ra sớm nhất vào tháng 2 năm 2024 đã gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là sau bài báo đăng trên tờ Bin. Tờ Bin của Đức cho biết có đề cập đến một tài liệu bí mật của Bộ Quốc phòng Đức rằng Đức đã sẵn sàng gửi khoảng 30.000 quân tới chiến trường tương lai của các hoạt động quân sự giữa Nga và Liên minh. Tờ Bin cho biết, cuộc chiến giữa Nga và NATO sẽ nổ ra sau các cuộc đụng độ ở khu vực hành lang Suwanki giữa Belarus và vùng Kaliningrad. Tờ báo này không nói bất cứ điều gì về kết quả có thể xảy ra của những hành động thù địch như vậy. Tất nhiên, sự xuất hiện của một tài liệu bí mật như vậy giữa các cuộc biểu tình ở Đức, sự suy giảm uy tín của liên minh cầm quyền và bản thân thủ tướng Scholz không phải là ngẫu nhiên. Phó chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Konstantin Kosachev cho rằng nguyên nhân chính của việc đăng trên tờ bin xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đối đầu giữa các lực lượng thân Đức và thân Mỹ ở Đức. Ông Kosachev viết trên mạng xã hội rằng chính quyền Đức muốn người Đức chi nhiều hơn cho Ukraine và hỗ trợ Mỹ khiến nền kinh tế Đức sụp đổ trong khi Mỹ thu lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột. Ông Kosachev tin rằng chủ đề quân sự cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius là một trong những nhà lãnh đạo trong giới chính trị gia về mức độ tin cậy của người dân Đức. Mục đích của việc dò dỉ là khiến người Đức tin rằng thà người Ukraine ngã xuống hôm nay còn hơn người Đức ra đi vào ngày mai. Ông Kosachev viết, đây là một thủ đoạn đơn giản và khá vụng về, nhưng nó cho thấy các nhà lãnh đạo của Liên minh phương Tây chống Nga không có nhiều công cụ để lựa chọn khi cần thao túng ý thức người dân của họ. Phương Tây đã thất bại trong ý định đè bẹp Nga dưới áp lực trừng phạt, giờ đây, các chính phủ phương Tây chỉ có thể đe dọa người dân của mình để khiến người khác sợ hãi. Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế, Vladimir Zabarov cho biết, xét về mặt kỹ thuật, một cuộc chiến giữa NATO và Nga có thể xảy ra, nhưng các ấn phẩm lá cải về chủ đề này hoàn toàn không đáng tin cậy. Ông cho rằng, các cơ quan tình báo Đức sẽ không bao giờ tiết lộ những dữ liệu như vậy nếu họ phát triển các kịch bản xung đột với Nga. Thượng nghị sĩ nói với báo quốc hội rằng, hãy nhớ bác Barossa của Đức, mọi thứ đều được giữ bí mật. Nhưng ở đây, họ đã dò gì nó cho giới truyền thông. Tôi không nghĩ người ta nên tin vào những thông tin như vậy. Không loại trừ khả năng NATO muốn thúc đẩy Nga bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, quan chức này cho biết thêm. NATO ban đầu được thành lập để chống lại Liên Xô và sau đó là Nga. Liên minh luôn có kế hoạch xung đột trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Đồng thời, liên minh với tư cách là một tổ chức đòi hỏi nguồn tài trợ khổng lồ. Nhưng nhiều người ở châu Âu ngày nay tin rằng chính phủ của họ nên chi tiêu cho các vấn đề trong nước khác quan trọng hơn. Người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang về bảo vệ chủ quyền nhà nước và ngăn chặn can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, ông Andrei Kilimov nói với báo Quốc hội rằng chính NATO đã tạo ra hình ảnh Nga là một quốc gia đối thủ và liên minh này cần duy trì và phát huy hình ảnh đó. Ngày 29 tháng 1, tại cuộc họp báo sau hội nghị của Hội đồng Nhà nước tối cao của Nhà nước Liên minh Nga Belarus ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Minsk sẽ thống nhất về cách giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài hiện nay. Ông Putin nói, điều quan trọng là trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài chưa từng có, Nga và Belarus hợp tác chặt chẽ trên trường quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau một cách đồng minh thực chất. Cách tiếp cận của hai nước chúng ta đối với các vấn đề toàn cầu và khu vực giống nhau hoặc rất tương đồng. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, kế hoạch phối hợp chính sách đối ngoại của nhà nước Liên minh trong giai đoạn đến năm 2026 đã được soạn thảo từ trước cuộc họp, sẽ khuyến khích phát triển sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nga và Belarus trong các vấn đề quốc tế. Theo đó, tổng thống Nga nhấn mạnh hai nước sẽ hợp tác để hình thành nên một trật tự thế giới thực sự đa cực, dân chủ và công bằng, an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Đề cập đến việc Belarus vận hành thành công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga xây dựng, tổng thống Nga Vladimir Putin nói: đây là bước tiến lớn. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc xây dựng nhà máy điện đã tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới ở Belarus. Ông nói thêm, theo nghĩa này, Belarus chắc chắn đã trở thành cường quốc hạt nhân. Trước đó, Bộ Năng lượng Belarus đã chính thức bật đèn xanh cho hoạt động thương mại tổ máy điện thứ hai của nhà máy này. Với tổng công suất phát điện là 2.400 MW, nhà máy dự kiến sẽ đáp ứng tới 40% nhu cầu năng lượng của Belarus. Nằm không xa thành phố Ostrovets, ở phía tây bắc Belarus, nhà máy điện này được xây dựng từ năm 2013 đến năm 2023 bởi Atoms Export, một công ty con của Rosatom. Ria Novosti đưa tin, đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên bên ngoài Nga sử dụng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ 3 cộng hiện đại nhất của tập đoàn năng lượng Rosatom. Năm 2023, Nga cũng triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus theo yêu cầu nhiều lần từ Minsk. Ba lãnh đạo Belarus trích dẫn chính sách hung hăng của phương Tây và mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Mỹ trên đất của một số đồng minh của Washington ở châu Âu Nga cũng ra tín hiệu sẵn sàng sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào sẵn có để bảo vệ Belarus nếu nước này bị tấn công. Hợp tác quân sự giữa hai nước Nga-Belarus tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow. Tổng thống Putin tuyên bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus vào tháng 3 năm 2023 để đáp trả kế hoạch của Anh cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo. Moscow chỉ trích động thái này là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Tháng 7 năm ngoái, Nga cho biết nước này có thể xem xét rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO đảo thay đổi chính sách và loại bỏ kho vũ khí hạt nhân của Washington khỏi châu Âu. Ngày 29 tháng 1, AFP dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, bốn quân nhân Myanmar, trong đó có một chuẩn tướng, đã bị lính bán tỉa hạ sát khi chiếc trực thăng chở họ sắp hạ cánh. Cụ thể, nguồn tin an ninh tiết lộ, truyền tướng A Min Naung cùng cận vệ và hai phi công đã trúng đạn của một tay súng bắn tỉa khi trực thăng chở họ chuẩn bị hạ cánh xuống thị trấn Thinga gần thị trấn Miwadi ở biên giới chung Myanmar Thái Lan. Cùng theo nguồn tin này, hai quân nhân khác cùng trên chiếc trực thăng đã sống sót. Nguồn tin không tiết lộ có bao nhiêu tay bắn tỉa đã nổ súng vào chiếc trực thăng và cũng không cáo buộc ai nổ súng. Chính quyền Myanmar chưa bình luận gì về thông tin trên. Truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh hiện trường cho thấy một chiếc trực thăng nhỏ nằm nghiêng gần súng cây. Phương tiện này được cho là loại trực thăng Eurocopter 365 có hai động cơ. Lực lượng chính phủ Myanmar thường xuyên đụng độ với các tay súng dân tộc thiểu số và các nhóm đối lập quanh Miwandi trong những tháng gần đây. Nếu được xác nhận, ông a, a. Minaung là sĩ quan cấp cao mới nhất thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên khắp lãnh thổ nước này. Tháng 11 năm ngoái, một chuẩn tướng của đơn vị bộ binh Myanmar thiệt mạng trong một vụ nổ do bom thả từ máy bay không người lái tại khu vực Monekyo gần biên giới Trung Quốc. Hiện tại, 6 chuẩn tướng khác đang bị giam liên quan vụ rút lui khỏi một thị trấn chiến lược ở vùng Cô Khang. Xung đột tại Myanmar đã leo thang từ sau cuộc trình biến năm 2021 và chính quyền quân sự đang phải đối phó với nhiều nhóm vũ trang thiểu số trên nhiều mặt trận. Theo Reuters, trong hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 29 tháng 1, các Bộ trưởng ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Myanmar và ủng hộ một kế hoạch hòa bình khu vực, một giải pháp do Myanmar sở hữu và sẵn sắt đối với cuộc khủng hoảng. Ngày 29 tháng 1, ba cư dân sinh ra ở nước ngoài của Nhật Bản đã đệ đơn kiện chống lại chính quyền quốc gia và địa phương về cáo buộc cảnh sát thẩm vấn bất hợp pháp dựa trên hồ sơ chủng tộc. Ba người đàn ông đã đệ đơn kiện lên tòa án quận Tokyo, yêu cầu chính quyền quốc gia thủ đô Tokyo và tỉnh Aichi công nhận rằng việc cảnh sát gọi dừng lại và thẩm vấn người dân dựa trên chủng tộc, quốc tịch và sắc tộc của họ là bất hợp pháp. Các nguyên đơn nói rằng họ đã phải chịu sự đau khổ khi cảnh sát liên tục thẩm vấn dựa trên ngoại hình và sắc tộc của họ, điều mà họ cho là vi phạm hiến pháp. Chính quyền thủ đô Tokyo, chính quyền tỉnh Aichi và cơ quan cảnh sát quốc gia đều từ chối bình luận, trong khi không thể liên lạc được với đại diện của Bộ Tư pháp. Họ và nhóm pháp lý của họ đã đến tòa án quận Tokyo vào khoảng giữa trưa, nói chuyện với giới truyền thông bên ngoài trước khi nộp đơn kiện. Một trong những nguyên đơn là Martel, một người đàn ông gốc Ấn, đã sống ở Nhật Bản hơn 20 năm và có hộ khẩu thường trú. Người này cho biết anh đã bị cảnh sát thẩm vấn vô số lần. Anh chia sẻ, anh ngại ra ngoài vì sợ bị chặn lại. Người đàn ông này cho biết, tôi chưa bao giờ biết rút lui khỏi xã hội là gì cho đến gần đây. Tôi có cảm giác như mỗi khi xong việc, tôi lại trốn trong nhà trong khi đó sayezain là người sinh ra ở pakistan nhưng đã nhập quốc tịch nhật bản sau khi cùng gia đình chuyển đến nhật bản khi còn nhỏ sayezain cho biết anh hy vọng vụ việc sẽ dẫn đến sự thay đổi tích cực cho một xã hội nơi số lượng người nhật gốc nước ngoài ngày càng tăng tương tự như vậy maurai là một người mỹ cho biết anh hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của người dân nhật bản về vấn đề này và giúp cuộc sống của những người khác trở nên dễ dàng hơn anh nói Tôi muốn người Nhật hiểu rằng đây là chuyện xảy ra hàng ngày, là chuyện thường ngày và chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn điều đó. Vụ kiện yêu cầu phải bồi thường 3 triệu yên, tương đương khoảng 20.250 đô la Mỹ cho mỗi nguyên đơn. Luật sư của các nguyên đơn cho biết đây là vụ kiện đầu tiên như vậy ở Nhật Bản và diễn ra trong bối cảnh số lượng lao động nước ngoài đến nước này tăng mạnh để giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động khi dân số già đi và suy giảm. Vụ kiện cũng xuất hiện trong bối cảnh một cuộc tranh luận mới về ý nghĩa và diện mạo của người Nhật sau khi một công dân Nhật Bản gốc Ukraine đăng quang Hoa hậu Nhật Bản vào tuần trước. Theo đó, người đẹp gốc Ukraine, Carolina Sino đã đăng quang Hoa hậu Nhật Bản năm 2024. Cô năm nay 26 tuổi, đến từ Nagoya, tỉnh Aichi và trở thành công dân nhập tịch đầu tiên tại nước này, giành chiến thắng tại đấu trường nhắn sắc nổi tiếng tại xứ sở Hoa Anh Đào. Ngay sau khi Sino đăng quang, cả trong và ngoài nhật bản đều có nhiều luồng ý kiến thảo luận về chiến thắng của cô một số người dùng mạng xã hội cảm thấy chiến thắng của sino là không công bằng vì cô không phải là người gốc nhật bản và sau đó không tuân thủ các tiêu chuẩn sắc đẹp đặc trưng của đất nước một cựu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp và cũng từng là tuyển thủ của đội bóng đá trẻ quốc gia Hàn Quốc, bị phát hiện đã nhiều lần tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Theo Korea Hyari đưa tin, ngày 29 tháng 1, tòa án thành phố Seoul cho biết, một cựu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp Hàn Quốc đã bị kết án một năm tù giam, cấm thi đấu 2 năm vì tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách giả vờ có chỉ số IQ là 53. Tòa án kết luận Won Chang-jeong, 32 tuổi đã vi phạm đạo luật nghĩa vụ quân sự, quy định tất cả các đàn ông Hàn Quốc khỏe mạnh phải phục vụ trong quân đội ít nhất 18 tháng. Won cũng đã được lệnh phải hoàn thành 120 giờ phục vụ cộng đồng. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng trong những năm qua, Won, người chuyên nghiệp bộ môn thể thao điện tử FIFA Online, đã cố gắng trốn tránh nghĩa vụ tại ngũ bằng nhiều cách khác nhau. Năm 2011, Won chang yong được miễn nghĩa vụ tại ngũ khi chỉ đạt mức 2 trong kỳ kiểm tra về thể chất cấp quốc gia. Sau khi kiểm tra lại vào năm 2015, quân đạt mức 3 và đến 2018 thì đạt mức 4 đủ điều kiện phục vụ tại ngũ. Tuy nhiên, quân đã làm giả đáp án trong bài kiểm tra tâm lý tại một bệnh viện địa phương để được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần và có chỉ số IQ là 53. Cựu tuyển thủ cũng nói dối rằng mình không có khả năng đến những nơi đồng người, mặc dù quân vẫn được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng nhưng chỉ số IQ thấp sẽ giúp anh ta được miễn huấn luyện quân sự cơ bản và không được tham gia lực lượng dự bị. Ngoài ra, quân còn thay đổi địa chỉ của mình từ Seoul đến Bucheon, tỉnh Gyeonggi, nhằm cố gắng chuyển được sang chế độ nghĩa vụ lao động thời chiến. Tháng 8 năm ngoái, Won Chang Jong đã thôi làm tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp sau khi bị truy tố về tội trốn nghĩa vụ quân sự. Được biết trước đây, cựu game thủ này còn là thành viên của đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia.